Đố ai biết được bánh gì làm ta gắn kết và càng yêu thương, làm cho ta tràn năng lượng và thêm dinh dưỡng mỗi khi ăn vào. Ê, gợi ý là bánh có 5 vị, bánh có hình vòng ngon mê ly, sô-cô-la trắng, đen, cam, cùng kem phô mai và kem dâu. Bánh là bánh mà có hình vòng, thơm thơm ngon tới 5 vị, nghe là thấy độc nhất vô nhị, chỉ có thể là bánh đồ quỷ. Đồ quỷ, đồ quỷ, đồ đá.